第十五课，你的电话号码是多少？bảy hai năm. m 周末你有空吗？有，什么事？来我们学校玩吧。好呀，不过去你们学校怎么走呢？二十一路和幺零六路公共汽车都到。 骑自行车也很快，十五分钟就到。你的宿舍在哪儿？在校园的东南边，是东五号楼。你的房间号是多少？五零二号。我的宿舍是东五号楼五零二室。你的电话号码是多少？六三八六幺零二三。你有手机吗？没有。 不过我朋友有。号码是多少 ?136-9567-0132. 好我等你。玛丽周末你有空吗对周末 có nghĩa là, 归顿。周末你有空吗归顿般高闪哼。 mã lì trâu mùa ni hiểu khùng mà mary cuối tuần cậu rảnh không yểu什么 có có việc gì lái từ lái ở đây có nghĩa là đến theo nghĩa hướng đến phía người nói từ bà ở cuối câu trong trường hợp này có ý nghĩa là rủ. Lái bà. Đến trường chúng mình chơi đi. 好呀。yá. Bất Được, Được thôi. Từ ya yeah ở cuối câu là từ chỉ ngữ khí, cũng có thể nói thành hào á. À". bố của âm hắn Việt là bất quá có nghĩa là có điều từ truy ở đây có thể dịch là đi cũng có thể dịch là đến có nghĩa là hướng xa phía người nói truy niềm ơn xúa chảo. đến trường các bạn từ trầm mơ ở đây có nghĩa là như thế nào từ dầu ở đây chỉ đi nó chung dở mất dầu đi như thế nào ở đây hỏi đi bằng phương tiện gì chuyển đến mà chế chào dở mất dầu nữa đến trường các bạn đi thế nào cả câu này dịch thành được thôi có điều đến trường các bạn đi như thế nào nhỉ 二十路和幺零六路公共汽车都到。từ lộ có nghĩa là lộ, ở đây chỉ tuyến xe buýt. 二十路，có nghĩa là tuyến số hai mốt. số một linh ở đây đọc thành g i a có nghĩa là tuyến số 106. Công cung chưa có nghĩa là xe buýt. 21 lưu và 106 lưu công cung chiếc chưa xe buýt số 21 và số 106. Từ tàu ở đây là chỉ đạt được đến điểm cần đến. Tâu tàu có nghĩa là đều đến được. Chí自行车也很快. 15分钟就到 Từ chí có nghĩa là lái xe, Chí自行车, đi xe đạp. Từ có nghĩa là nhanh. Di cũng rất nhanh. 骑自行车也很快。cũng đi xe đạp cũng rất nhanh. Từ trung thêm vào sau phút để nói riêng về phút. 15 phân trung là 15 phút. Từ chiều ở đây có nghĩa là là, chỉ thời gian ngắn. 15 phân trung chiều tảo có nghĩa là 15 phút là đến được. 你的宿舍在哪？Ký túc á ủ a bạn ở đâu？在校园的东南边是东五号楼。Đu 校园，nghĩa là khuôn viên trường。Tung n n là phía đông nam。在校园的东南边。 ở phía đông nam trong khuôn viên trường. Từ khảo là số. Ủ khảo là số 5. Ủ khảo lấu là tòa nhà số 5. Tung ủ khảo lấu là tòa nhà số 5 phía đông. Cả câu này dịch thành. Ở phía đông nam trong khuôn viên trường là tòa nhà số 5 phía đông. Nhị phóng chiên họ sư Phóng chiên âm hán Việt là phòng gian, có nghĩa là phòng. Phóng chiên họ là số phòng. Tua sỏ có nghĩa là bao nhiêu. 你的房间号是多少所放过吧来帮你。502号我的宿舍是东五号楼5024。502号苏南林嗨。德市呃规高公关也拉放。5024。 là phòng 502. Cả câu này dịch thành số 502. Ký túc xá của mình là phòng 502 tòa nhà số 5 phía đông. Nhị đợt điện thoại hào mã sẽ bao nhiêu? Điện thoại, âm hán Việt là điện thoại. Từ hào mã cũng có nghĩa là số, Chế hoa khảo mã là số điện thoại. Các câu này dịch thành. Số điện thoại của bạn là bao nhiêu? 638-61023. Này có điện thoại không? Này chi mà? Từ sổ chi âm hán việt là thủ cơ, có nghĩa là di động. 你有手机吗? có có di động không Không có. Có điều bạn mình có. 号码是多少? Số là bao nhiêu? 好,我等你。 từ tẩn âm hắn về là đẳng có nghĩa là đợi. Của tấn nỉ, mình đợi cậu. Họ của tấn nỉ có nghĩa là được mình đợi cậu.